Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhẫn là bảo vật vô giá. Đã là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn. Có người nói, tôi thật là nhịn hết nổi rồi. Nếu chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể hết được. Hết cái gì? Là hết nghiệp chướng. Nếu nghiệp không tiêu, tình chưa không, tức là còn có sanh tử. Cho nên nói, nghiệp bất trọng, bất sanh ta bà, ái bất đoạn, bất sanh tịnh độ. Chừng nào nghiệp tan, tình không, đến lúc đó chúng ta mới hết sanh tử và được giải thoát thật sự. Người tu hành nên có công phu tu nhẫn dục, nhẫn đói, nhẫn khát, chịu gió, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, đến nỗi phải nhẫn sự chửi mắng và nhẫn sự đánh đập luôn. Những cảnh này đều là thử thách. Như tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn sẽ làm sao. Đối cảnh mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Dù gặp nghịch cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tiếp nhận với tâm lý nghịch lại thuận thọ. Chúng ta đừng để cảnh giới xoay chuyển hoặc dựng cờ trắng mà đê đầu xin hàng phục. Người xưa nói, việc nhỏ mà không nhìn tức sẽ làm hư chuyện lớn. Nhẫn nhìn là bảo vật vô giá. Nhìn giây lát, gió yên sóng lặng, lui một bước biển rộng trời xanh. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hôm Ngài đi ngang qua bờ sông và thấy một con giả can thuộc loài lang sói muốn ăn thịt con rùa. Nhưng con rùa thì rút đầu thụt cả chân tay vào trong cái mai, rồi nó nằm yên không động đậy một lúc thật lâu. Giả can vì không có tâm kiên nhẫn nên bỏ đi. Con rùa do có lòng nhẫn nại mà bảo tồn được sanh mạng. Đức Phật nói với tôn giả A Nan rằng, người tu hành cũng nên như vậy. Bậc Cổ Đức nói, gần đây tôi mới học được cách của con rùa, lúc nào đáng rút đầu thì hãy rút đầu. Trong lúc nóng giận mà quý vị nhịn được thì quý vị sẽ miễn lo âu cả trăm ngày. Nếu người ta chửi mình, xem như mình đang thưởng thức một bài hát đang thịnh hành. Nếu có người đánh mình, xem như mình đi đường vô ý, va vào cột cửa. Nếu quý vị quán tưởng như thế, dù là giáo mát gì cũng tự nhiên biến thành ngọc lụa. Nếu không, ngọn lửa vô minh nổi cơn lôi đình sẽ bốc cao ba trường mà phát thành một trận đại chiến. Kết quả hai bên đều bị thương, không những tổn thương tình cảm lại còn mất cả nhân cách và bị người ta chê bai là mình thiếu tánh điềm tĩnh. Cho nên nói, thọ tầng thiên hạ bá ban khí, diễn tựu hương trung nhất đoạn xuân, tức là chịu được hết trăm lần lời chỉ trích của thiên hạ sẽ nuôi dưỡng thành bài hát xuân trong tâm ta. Chúng ta có thể lấy những lời vàng ý ngọc này để làm câu châm ngôn cho mình. Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1984. Ha ha ha,